Tottenham khi những kẻ chơi thủ thường sống dài. Mặc dù chưa biết đến mùa chiến thắng trong 4 trận đã qua, nhưng đừng vội loại Tottenham Hotspur ra khỏi cuộc đua vô địch khi họ vẫn là một đối thủ rất khó đoán. Trận hòa 3 đều của Tottenham ngay trên sân vận động Etihad vào cuối tuần qua đã chứng minh một điều rằng họ vẫn đang là một đội bóng khó chịu và không dễ bị bắt nạt. Bàn thắng ở phút thứ 90 của Dejan Kulusevski là minh chứng rõ cho tinh thần quật khởi của gà trống ở mùa giải năm nay dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Chiến lược gia người Úc đã vượt xa sự kỳ vọng của người hâm mộ khi nhậm chức được 6 tháng tại Tottenham Stadium. Ông kế thừa một mớ hỗn độn được để lại từ Antonio Conte và Jose Mourinho trước đó. Bên cạnh đó thì Postecoglou còn phải giải quyết bài toán Harry Kane, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của câu lạc bộ khi anh rời đi ngay trong hè vừa qua và gia nhập Bayern Munich nhằm tìm kiếm danh hiệu tập thể. Thành tích bất bại 10 vòng đầu tiên được xác lập sau khi chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Đồng thời, đây cũng là khởi đầu tốt nhất của Tottenham Hotspur kể từ năm 1960. Ở thời điểm đó, Tottenham cũng nhiều hơn Manchester City tới 5 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Điều này khiến cho thầy trò của huấn luyện viên Postecoglou được xem như ngựa ô ở mùa giải năm nay. Tưởng chừng như sẽ tiếp tục bay cao khi đụng độ một Chelsea đang rệu rã, Tottenham bất ngờ để thua đậm với tỷ số 1-4 sau khi nhận 2 tấm thẻ đỏ. Đó là một trận đấu thảm họa của gà trống vì ngoài mất 3 điểm, họ còn mất đi hai trụ cột là Mickey Van der Ven và James Maddison với những chấn thương khác nhau. Bên cạnh đó, hình phạt 1 và 3 lượt trận dành cho Destiny Udogie và Christian Romero cũng khiến cho Spurs phải trượt dốc không phanh ở những trận đấu gần đây. Tuần trăng mật kết thúc và chuỗi ngày không thắng ập đến Tottenham khi họ để thua Wolverhampton và Aston Villa với cùng tỷ số là 1-2. Tuy nhiên, việc cầm hòa được Manchester City phần nào khích lệ được tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Postecoglou. Chưa kể họ cũng sẽ đón một tin vui khi Christian Romero sẽ mãn hạn treo giò và trở lại ở trận đấu tới. Điều này xảy ra khi Tottenham Hotspur đang gặp vấn đề về nhân sự ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên khi nhìn lại những trận thua gần đây của đội bóng Bắc London, có thể dễ dàng nhìn thấy kết quả này là đến từ việc họ kém may mắn nhiều hơn là so với màn trình diễn cá nhân khi mà huấn luyện viên Postecoglou vẫn duy trì một thế trận tấn công với cường độ cao. Với kết quả ở thời điểm hiện tại, Tottenham vẫn chỉ kém đội đầu bảng là Arsenal 5 điểm. Arsenal xác định cầu thủ đầu tiên rời Emirates. La Gazzetta dello Sport cập nhật diễn biến thương vụ đáng chú ý của pháo thủ trong tháng 1 năm 2024. Jakub Kiwior gia nhập Arsenal vào tháng 1 năm ngoái với bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng nhưng anh không thể chen chân vào đội 1. Kiwior đã chính trong trận thắng 4-3 trước Luton Town nhưng không gây ấn tượng và bị thay ra khi trận đấu còn 20 phút. Arsenal gặp vấn đề chấn thương ở hàng phòng ngự với Takehiro Tomiyasu phải nghỉ thi đấu dài hạn và Julian Timber phải ngồi ngoài đến tháng 3. Nhưng pháo thủ cần gây quỹ để tái đầu tư vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2024. Chính vì thế, huấn luyện viên Mikel Arteta cảm thấy Kiwior là một thương vụ có thể kiếm tiền. Theo tờ La Gazzetta dello Sport của Italia, AC Milan đã bắt đầu liên hệ với Arsenal cho trường hợp của Kiwior. Milan mong muốn một giao kèo lâu dài nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận một hợp đồng hỏi mượn kèm điều khoản mua đứt. Báo cáo cũng khẳng định Arteta sẽ không ngăn Kiwior rời sân Emirates. Kiwior chỉ thi đấu được 478 phút trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Anh cảm thấy không hài lòng với thời gian thi đấu của mình nên cũng mong muốn ra đi. Cậu tao quá mềm yếu trước Man United. Chia sẻ trên Amazon Prime Video, Alan Shearer và Patrick Evra không hài lòng với cầu thủ Chelsea trong thất bại trước Man United. Với lợi thế sân nhà, Manchester United dồn ép sân ngay từ phút đầu. Trong 7 phút, Man United đã tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, Quỷ Đỏ không cần phải đợi lâu để có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 19, từ một pha phối hợp, Garnacho thoát xuống đáy biên và căng ngang vào trong cho Harry Maguire dứt điểm trúng hàng thủ của Chelsea. Bóng dội ra đúng tầm của Scott McTominay và tiền vệ này ngay lập tức tung ra một cú dứt điểm vào góc xa. Bất chấp Cole Palmer gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại, Chelsea vẫn lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà. Sau giờ nghỉ, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút thứ 70, từ một quả tạt cực kỳ đẹp mắt của Garnacho bên cánh trái, McTominay lao vào dũng mãnh đánh đầu tung lưới Chelsea, ấn định chiến thắng cho Manchester United. Sau trận đấu này, nhiều cầu thủ Chelsea chơi dưới sức. Đáng chú ý, Alan Shearer chỉ trích Levi Colwill. Cụ thể, Shearer cho hay, việc phòng thủ của Chelsea thực sự rất yếu ở cánh của Levi Colwill. VAR đã can thiệp trong bàn thắng thứ hai của McTominay, nhưng đó không bao giờ là một pha phạm lỗi. Colwill phải giải quyết vấn đề từ trước. Patrick Evra cũng đồng tình. Hậu vệ trái, cậu ấy ngã xuống rất nhẹ nhàng ở đó. Colwill quá mềm yếu. Chelsea đã mất thời gian với Pochettino. Đến làm khách tại sân Old Trafford của Manchester United, Chelsea trắng tay ra về với thất bại 1-2. Nhưng The Blue phiên bản trước Manchester United là có nhiều thay đổi tích cực so với chính họ ở trận thua 1-4 tại sân đấu này mùa trước. Tất nhiên ở thời điểm đó, Frank Lampard cùng với các học trò hành quân đến nhà hát của những giấc mơ mà không có bất kỳ một mục tiêu nào. Chelsea khi đó đã trụ hạng thành công và chỉ chờ mùa giải kết thúc. Ngược lại, Manchester United khi đó vẫn cần thêm điểm để duy trì một vị trí nằm trong top 4.
Vậy nên cuộc đọ sức vào tháng 5 đã biến thành sân khấu để các cầu thủ Manchester United trình diễn sức mạnh. Hơn 6 tháng trôi qua kể từ thất bại mối mặt ấy, Chelsea giờ đây đã có nhiều thay đổi cả trên băng ghế huấn luyện viên cũng như đội hình ra sân. Lampard đã rời đi nhưng lại vị trí cho Mauricio Pochettino. Ngoài ra đội hình chính ra sân trong trận cầu vào dạng sáng ngày hôm qua của The Blue cũng xuất hiện những gương mặt mới như Cole Palmer, Nicolas Jackson, Soli Sasi. Đặc biệt Chelsea hành quân tới sân Old Trafford với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa giải tới. Bên kia chiến tuyến, Man United lại không còn giữ được khí thế như chiến thắng đậm mùa trước. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag vừa trải qua chuỗi trận đáng thất vọng ở cả Champions League cũng như Premier League. Thậm chí tinh thần đoàn kết của Quỷ Đỏ cũng bị nghi ngờ bởi nhiều mâu thuẫn giữa ten Hag và các cầu thủ. Dù thời gian dần thay đổi chỉ sau nửa năm, nhưng đội chiến thắng đêm qua vẫn gọi tên Manchester United với một thế trận áp đảo hoàn toàn cho với đoàn quân của Mauricio Pochettino. Suốt 90 phút thi đấu, Chelsea gần như bất lực trong việc triển khai bóng lên tuyến trên. Bộ ba cầu Palmer, Enzo Fernandez và Moises Caicedo nằm gọn trong túi của Scott McTominay và Sofian Amrabat. Sự yếu kém của các tiền vệ khiến cho khung thành của thủ môn Robert Sanchez nhận đến 28 cú dứt điểm, trong đó có 9 lần các cầu thủ Manchester United đưa bóng đi trúng mục tiêu. Màn chính diễn tệ hại của Chelsea giúp Quỷ Đỏ có trận đấu hay nhất tại Premier League mùa giải năm nay. Sau trận đấu, thuyền trưởng Mauricio Pochettino của The Blue không giấu nổi sự thất vọng. "Tôi không hài lòng với những gì đã diễn ra," chiến lược gia người Argentina nói. "Các cầu thủ đã thi đấu hết sức nhưng chúng tôi thiếu đi bản lĩnh. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu nhưng không thể tận dụng và thất bại là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi cần nhìn lại trận đấu và rút kinh nghiệm. Chelsea cần bình tĩnh vì chúng tôi chuẩn bị có trận đấu khó khăn nữa với Everton vào cuối tuần này." Huấn luyện viên 51 tuổi có thể đổ lỗi cho tình hình chấn thương phức tạp tại đội bóng và lịch thi đấu quá dày, nhưng đối thủ của họ là Manchester United cũng đang chịu chung số phận. Thất bại tại Old Trafford khiến cho mục tiêu dự Champions League mùa giải sau của The Blue ngày càng thêm xa vời. Đội chủ sân Stamford Bridge hiện tụt xuống vị trí thứ 11 tại Premier League và cách câu lạc bộ thứ 4 là Manchester City 11 điểm. Chứng kiến trận đấu tệ hại của đội nhà, cổ động viên câu lạc bộ phía Tây London đã liên tục la ó các cầu thủ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Những người yêu mến Chelsea dường như không còn kiên nhẫn với Pochettino trên băng ghế huấn luyện. Thậm chí thành tích sau 15 trận mùa này của The Blue còn kém hơn những gì so với câu lạc bộ làm được cùng thời điểm này ở năm ngoái. Có lẽ giờ đây sau 5 tháng của Pochettino tại vị ở Stamford Bridge, những người hâm mộ của The Blue dần chấp nhận chiến lược gia sinh năm 1972 đang lãng phí nguồn tài nguyên của đội bóng. Để chứng minh cho sự thất vọng của Pochettino, Antonio Conte là bằng chứng xác đáng nhất. Chiến lược gia người Ý tiếp quản một Chelsea yếu ớt sau chiến dịch 2015-2016 thất bại. Đội bóng phía Tây London khi đó là một tập thể thiếu kỷ luật và không mang dáng dấp của một câu lạc bộ lớn, dù cho trong đội hình của họ sở hữu nhiều cái tên xuất sắc như Eden Hazard, Diego Costa hay Thibaut Courtois. Nhưng với tài thao lược xuất sắc của mình, Conte từng bước hồi sinh những ngôi sao trên và giúp The Blue đăng quang Premier League ngay ở mùa giải đầu tiên nắm quyền. Đặc biệt thuyền trưởng sinh năm 1969 khi ấy không nhận được bất kỳ hỗ trợ từ ban lãnh đạo câu lạc bộ nhưng vẫn biết cách để tạo ra sự khác biệt. Khác xa với cách Pochettino đang lãng phí hơn 1 tỷ bảng của Todd Bowley. Sau thất bại trước Manchester United, Pochettino cùng với Chelsea chuẩn bị bước vào chặng đua khắc nghiệt nhất mùa giải trong tháng 12 này. Và nếu như huấn luyện viên người Argentina không thể giúp câu lạc bộ khởi sắc trong quãng thời gian tới, có lẽ khoảnh khắc chia tay giữa ông và đội chủ sân Stamford Bridge sắp đến gần. Alphonso Davies gây áp lực để đến Real. Theo thông tin từ Sport Bild, hậu vệ Alphonso Davies đang yêu cầu một mức lương mới tại Bayern Munich nhằm gây sức ép để đạt được mong muốn gia nhập Real Madrid trong tương lai. Hợp đồng hiện tại giữa cầu thủ người Canada với đội bóng xứ Bavaria có thời hạn đến năm 2025, nhưng để tránh những lời trèo kéo Davies từ nhiều câu lạc bộ khác, trong đó bao gồm cả Real, Bayern Munich đã lên kế hoạch trói chân ngôi sao sinh năm 2000 từ đầu năm nay. Truyền thông Đức đưa tin, đội chủ sân Allianz Arena đã đưa ra một lời đề nghị khủng với mức lương 12 triệu euro một năm để thuyết phục Alphonso Davies. Nhưng sau khi cựu giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić bất ngờ từ chức, thì kế hoạch đàm phán với hậu vệ này đang bị đình trệ. Trách nhiệm lúc này được giao cho người kế nhiệm Christopher, nhưng phía đại diện Davies bất ngờ chuyển hướng khi muốn thù lao hàng năm của ngôi sao này tăng lên mức 15 triệu euro. Tận dụng mâu thuẫn giữa hậu vệ 23 tuổi và câu lạc bộ chủ quản, Real ngay lập tức chớp lấy thời cơ để chiêu mộ Davies vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2024. Thời điểm giao kèo giữa Davies với Bayern chỉ còn 1 năm. Đội chủ sân Santiago Bernabeu coi ngôi sao người Canada như một phương án nâng cấp bên hành lang trái cho Ferland Mendy và hy vọng có thể lặp lại một thương vụ chuyển nhượng giống với trường hợp của Toni Kroos vào năm 2014. Cụ thể ở thời điểm đó, hợp đồng giữa tiền vệ người Đức và hùng xám chỉ còn thời hạn 1 năm. Và Real rất nhanh chóng thuyết phục Bayern nhả người với mức giá hợp lý vào khoảng 25 triệu euro. Về phần của Davies, hậu vệ này cũng mong muốn gia nhập Los Blancos nếu như bản thân được đảm bảo thời gian thi đấu ổn định.